Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ của phân khu số 2 dự án Grand Marina Sài Gòn, tòa tháp The Sun Tower và tình hình tiến độ mới nhất của dự án The Nestle quận 1 cho tất cả quý vị và các bạn cùng nắm gió những thông tin mới nhất về các dự án này. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là toàn cảnh về trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, đứng từ phía bên khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhìn hướng về trung tâm quận 1. Hôm nay thời tiết cũng như là sông Sài Gòn rất là đẹp, cho nên những hình ảnh các bạn đang xem về video này rất là đẹp. Trước màn hình các bạn đó chính là phân khu số 2 trong dự án Grand Marina Sài Gòn đang được triển khai thi công và xây dựng. Phân khu này thì gồm có 3 tòa tháp được triển khai thi công. Một tòa tháp phía bên ngoài thì hiện tại đã lên tới sàn tầng số 16. Tuy nhiên thì tòa tháp này không có công nhân thi công. Toàn bộ công nhân đang được dồn vào thi công 2 tòa tháp bên cạnh. Tòa tháp ở chính giữa thì hiện tại đã lên tới sàn tầng số 28. Còn tòa tháp phía bên trong thì đã lên tới sàn tầng số 31, chuẩn bị lên sàn tầng số 32. Ở phía bên dưới của 2 tòa tháp thì đã được thi công ốp kính và thi công hệ đèn LED. Hiện tại đã thi công tới tầng 4. Các bạn có thể thấy thì kính được ốp rất là đẹp, đúng như bản vẽ thiết kế ban đầu của dự án này. Có thể thấy thì tiến độ của dự án Grand Marina Sài Gòn vẫn luôn được duy trì và ổn định. Tuy nhiên thì thời gian gần đây, hai tòa tháp trong phân khu số 2 có tiến độ thi công phần thô vẫn khá là chậm. Ở video trước đó thì mình đã quay về tiến độ của phân khu này và tới nay quay trở lại thì hiện tại vẫn chưa lên được thêm một sàn nào. Tuy nhiên thì ở phía bên dưới đã được thi công ốp kính. Ba tòa tháp trong phân khu số 2 dự án Grand Marina Sài Gòn thì có chiều cao từ 40 đến 46 tầng. Khi hoàn thành thì cả ba tòa tháp này sẽ làm thay đổi cảnh quan đô thị tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, cùng với dự án The Nestle quận 1 và dự án tòa tháp The Sun Tower. Các bạn có thể xem qua những hình ảnh về tiến độ thi công thực tế của phân khu số 2 dự án Grand Marina Sài Gòn. Còn ở nội dung tiếp theo của video thì mình sẽ cập nhật về tiến độ của tòa tháp The Sun Tower. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là tòa tháp The Sun Tower, có vị trí đẹp nhất trong dự án Grand Marina Sài Gòn khi tòa tháp này có mặt tiền đường Tôn Đức Thắng và nằm rất gần với cầu Thủ Thiêm 2. Ngoài ra thì tòa tháp này còn kết nối trực tiếp với ga Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Tương lai thì khi tòa tháp này hoàn thành, cộng với trung tâm thương mại của tòa tháp này sẽ là điểm thu hút khách du lịch cũng như là người dân đi tới tham quan thành phố Hồ Chí Minh. Còn về tiến độ thi công của tòa tháp The Sun Tower thì hiện tại tòa tháp này đã thi công tới sàn tầng số 19. Vào tối ngày hôm qua thì vừa mới được đổ bê tông sàn tầng số 19. Còn về phần lõi thang máy thì đã thi công tới sàn tầng số 24. Riêng về phần khối đế thì hiện tại đang được triển khai thi công ở sàn tầng số 5. Khối đế của tòa tháp The Sun Tower thì có hình dạng ruộng bậc thang giống như bản vẽ thiết kế. Các bạn có thể xem qua một số hình ảnh thiết kế của tòa tháp The Sun Tower khi tòa tháp này hoàn thành. Hiện tại thì tòa tháp The Sun Tower đã thi công tới sàn tầng số 19 trên tổng số 55 tầng. Khi hoàn thành thì tòa tháp này sẽ là biểu tượng mới tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và đây sẽ là tòa tháp cao thứ 2 tại trung tâm quận 1 sau tòa tháp Bitexco. Tòa tháp The Sun Tower thì có quy mô rất là lớn, gồm có 5 tầng hầm và 55 tầng nổi, trong đó thì có 5 tầng khối đế. Đây là tòa tháp căn hộ, khách sạn và trung tâm thương mại. Dự án The Sun Tower thì có quy mô lên đến 0,6 hectare, tọa lạc tại vị trí trung tâm quận 1, gần với cầu Thủ Thiêm 2 và ngay góc mặt tiền đẹp nhất tại khu đô thị Ba Son trên trục đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Hữu Cảnh. The Sun Tower thì được thiết kế với 5 tầng hầm và 55 tầng cao, có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 106.000 m². Dự án với điểm nhấn là một khối vườn treo từ tầng 35 đến tầng số 43, hết sức sáng tạo và là điểm mới lạ về kiến trúc có 102 tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi hoàn thành thì tòa tháp này sẽ góp phần mang lại sự hiện đại và là một biểu tượng kiến trúc mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn về tình hình của dự án The Nestle quận 1 thì trên màn hình các bạn đó chính là toàn cảnh về dự án The Nestle quận 1 đang được triển khai thi công và xây dựng. Dự án The Nestle quận 1
thì tọa lạc tại số 3A3B đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án The Nature quận 1 thì được thiết kế với 3 tòa cao ốc lộng lẫy, sang trọng và đẳng cấp bậc nhất tại trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án The Nature quận 1 thì gồm có 3 tòa tháp, trong đó thì có 2 tòa tháp văn phòng và 1 tòa tháp căn hộ. Trước màn hình các bạn đang xem đó chính là 2 tòa tháp văn phòng. Cả 2 tòa tháp này thì đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như là ốp kính và thi công đèn LED nghệ thuật phía bên ngoài. Còn phía bên trong thì đang được triển khai thi công hoàn thiện nội thất, phía dưới sảnh thì cũng đang được triển khai thi công. Dự kiến thì trong quý 3 và đầu quý 4 thì tòa tháp này sẽ được bàn giao và đưa vào hoạt động. Còn về lô đất để xây dựng tòa tháp căn hộ trong dự án The Nestor quận 1 thì hiện tại phía bên dưới lô đất này cũng đã được triển khai thi công. Các bạn có thể thấy thì phía bên dưới có rất nhiều công nhân cũng như là máy móc đang thi công. Hiện tại thì lô đất này đang được triển khai thi công tường vây xung quanh để chuẩn bị thi công tầng hầm. Quy mô của tòa tháp căn hộ này thì cũng có chiều cao là 36 tầng, cao bằng với tòa tháp văn phòng bên cạnh. Như vậy thì sau thành công của 2 tòa tháp văn phòng, dự án The Nestor quận 1 đã chính thức triển khai thi công tòa tháp căn hộ nằm trên lô đất còn lại. Các bạn có thể xem qua những hình ảnh về tiến độ thi công thực tế của dự án The Nestor quận 1 nằm tại trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Video cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ của dự án Genmagina Sài Gòn, tòa tháp The Sun Tower và dự án The Nestor quận 1 của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!